Tất cả mọi người nhá, hiện tại bây giờ là 9 giờ 14 phút. Ngày hôm nay là ngày gì? Ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022. Hiện tại mình đang có mặt trước cửa là công an huyện Tiên Du để vào xử lý biên bản cho Khánh Bụi nhá. Để lấy lại giấy tờ, tất cả giấy tờ. Đây là 9 giờ 14 phút. Bây giờ mình sẽ vào mình xử lý. Tạm giữ rồi. 25 rồi đấy. À. Bây giờ là 9 giờ 16 à? 9 giờ 17. Không, 9 giờ 10. Lúc ngày hôm nay là mùng 6. Mùng nó có một cái gọi là của chương trình ấy, đấy, mua một trong những ba sản phẩm đấy để quảng cáo các cái thương hiệu, dạ, để hai thành hai sản phẩm trị giá 2 triệu và một sản phẩm cái gì gì à? Mỗi có mỗi biên bản thôi hả chị? Không có quyết định trả lại gì. Mẹ gửi cho em cái giấy ủy quyền này. Hôm qua hôm trước em gửi cho một bản photo rồi. Giấy ủy quyền bản gốc ấy. Cái này để chúng ta kẹp vào hồ sơ. Chị photo lại một bản kẹp hồ sơ. Vâng. Và hình như hôm trước là gì mà photo rồi mà. Chị Phương kia photo rồi. Mẹ cái gì? Mẹ cái thời hiệu xử phạt vi hành chính thì hết rồi. Sau đó thì em đề nghị phía cơ quan công an huyện Tiên Du là hủy quyết định xử phạt cũ và gửi quyết định hủy về địa chỉ thường trú cho em và gửi cho em quyết định trả lại tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề này theo đúng quy định pháp luật. Gửi cũng gửi về địa chỉ thường trú cho em. Không gửi về theo em tố cáo.
chưa có thì bây giờ chị mang cái bản gốc của em đi photo ra rồi lưu hồ sơ, còn gửi cho em bản gốc. Đấy của quyền trước gửi rồi, gửi cho cả anh Lợi kia rồi. Hôm nọ chị Phương kia cũng photo rồi mà. Đây là quyền photo, bản photo ở đây còn. Vâng, bây giờ em yêu cầu gửi cho em quyết định trả lại tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề để thể hiện được cái là gì, giấy phép này với lại giấy tờ này được trả lại theo đúng quy định pháp luật. Em gửi yêu cầu như thế. Còn bây giờ chưa có thì em có thể là gì, tao gửi về địa chỉ thường trú cho em. Vâng, gửi cả cái quyết định hủy quyết định xử phạt nhá. Em cũng yêu cầu luôn như thế. Cái địa chỉ thường trú của bạn ở đâu? Em ở Mẫn Xá, Long Châu, Long Ninh, ở trong giấy phương. Giấy ủy quyền có. Quyền có, vâng. Vâng. Xong rồi nhá, đúng không chị? Vâng, em chào anh chị nhé. Vâng ạ.